Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình, cũng như kênh YouTube của Phạm Văn Chuyển. Vâng, kênh cá nhân của mình. Thì với video ngày hôm nay thì các bạn nhìn đây ạ, trước mặt các bạn đây là mình nhận được những cái sản phẩm Smart Box Android, truyền hình chạy Smart Box. Và con đầu tiên mình sẽ cắm nguồn vào và mình sẽ kiểm tra. Vâng, con này không vào điện các bạn này, con này mất nguồn. Ok, con thứ hai ạ. Mấy cái dòng Smart Box này thì nó hay bị lỗi phần mềm là nhiều. Rồi, con này thì có điện vào, đèn đỏ nhưng không khởi động. Rồi, mỗi một con một bệnh khác nhau các bạn nhé. Và các bạn hãy cùng mình đi kiểm tra sửa chữa một con những con Smart Box này. Con Hemedia này thì sao ạ? Có đèn nguồn đấy ạ. Các bạn sẽ chờ một chút xem nó có chuyển đổi không. Rồi, con này có đèn xanh, chạy một chút thì có đèn báo màu xanh, chứng tỏ con này lỗi phần mềm. Ok, bây giờ mình sẽ vào việc từng con một ạ. Nay xử lý 3 con. Tôi sẽ để 2 con này đây, và mình sẽ xử lý cái con mất nguồn này cho các bạn xem. Rồi, điện không vào các bạn nhé. Mình rất là cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh cá nhân của mình, Phạm Văn Chuyển, một kênh rất là cá nhân. Và mình luôn đưa những video sửa chữa để hỗ trợ các bạn, hỗ trợ người dùng xem những video sửa chữa của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một tiếp những video mới và cùng các bạn. Trước tiên để các bạn kiểm tra và sửa chữa được một con Smart Box Android điện không vào này, thì các bạn phải phân biệt hộ tôi được là con nào là con IC, chia nguồn cho nó. Để các bạn phân biệt được con IC chia nguồn thì đây là cái rắc nguồn DC vào, thì nó có một đầu dương và một đầu âm. Thì các bạn dương thì đầu nguồn điện áp âm thì thường nó tiếp mát rồi, các bạn không cần phải để ý lắm. Còn điện áp dương thì các bạn, tôi sẽ bật thang ở cái đồng hồ tít tít. Mình sẽ dạy các bạn cách dò điện của dò nguồn nhá. Đấy, tít tít ạ. Và mình sẽ đặt một que đầu hồ vào que dương ạ. Mình sẽ để cái, không biết các bạn có nhìn rõ không ạ? Mình sẽ để gần một chút để mình sẽ hướng dẫn các bạn với video này, hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cùng mình luôn nhé các bạn nhé. Rồi, ok, mình sẽ đặt que dương ạ. Thứ nhất, trước khi một nguồn đầu vào nó sẽ qua những con tụ và những qua con diode. Và mình nhìn con diode ở gần nó nhất, mình sẽ tìm con diode ở gần nó nhất ạ. Mình sẽ đặt một kem hồ que dương và mình sẽ tìm đến cái điểm nào nó kêu tít tít ấy, thì chính là cái nguồn của cấp cho nó. Rồi, tít tít này, đầu diode này. Và tìm những con IC, các bạn sẽ tìm đến những con IC, con nào là con IC mở nguồn cho nó thì nó sẽ kêu. À đây này, có này, bên đây này. Rồi, có đây rồi. Hai con IC này và qua con dây này nó là nguồn ra. Hai nguồn này là hai nguồn ra. Mình sẽ chỉ các bạn. Khi mà mình kiểm tra ấy, thì mình đặt que dương đồng hồ vào cái điện áp dương này, và mình kiểm tra ở cái mục một đo nhân nguội x nguội x1 đấy ạ. Thì mình thấy đây là đầu diode của nó, đây là cái đầu con diode, và con diode này nó kêu tít tít. Mình đo thông mạch mà tít tít, và cái đầu hai con này là hai con IC mở nguồn cho nó, chia điện áp chắc là 3,3V hoặc vào điện áp 5V gì đấy. Thì tôi sẽ cắm điện vào và tôi sẽ kiểm tra. Mình sẽ cắm điện vào, mình sẽ kiểm tra các bạn ạ. Đây, đây là cái dây nguồn cấp nguồn cho nó. Mình sẽ cắm điện vào nhá. Ok, tôi sẽ kiểm tra bằng cách tôi đo chuyển cái điện áp về điện áp DC. Điện áp đầu vào của mình chắc là điện áp 12V. Thằng box Android này nó hay dùng điện áp 12V được ạ. Thì mình sẽ kiểm tra đầu vào này, có xem có điện áp đầu vào chưa.
thông mạch này. Ok, tôi sẽ phải tìm mát ạ. Rồi 5V, điện áp của con này nó chỉ 5V thôi các bạn ạ. Rồi 5V có rồi này. Và điện áp đầu vào đây là có 5V rồi này. Lúc nãy mình tìm ra đây, mình dò cái qua con diode này và mình tìm ra đây, con mở nguồn này 5V. Và nguồn ra con này có chưa ạ? Rồi có hơn 1V. Hơn 1V nguồn này chứng tỏ là nguồn này là nguồn cấp cho lệnh mở nguồn. Qua con dây này xem nào. Qua con dây này nó nắn là hơn 1V, qua cuộn dây đây chưa có nguồn. Và nguồn đầu vào bên đây ạ, có rồi ạ, cũng có 5V rồi ạ. Rồi ok. Chính vì vậy bây giờ mình sẽ, khi mà mình kiểm tra hai bước thì mình sẽ biết được rằng hai con IC này là con, một con IC cấp mở nguồn cấp trước và một con IC mở nguồn cấp sau. Khi mà có IC mở nguồn cấp trước có lệnh, khi con IC nguồn cấp trước có lệnh thì nó sẽ đóng nguồn cấp sau. Mà con này nó đang bị mất nguồn thì chứng tỏ là nguồn cấp trước đo nguồn ở bên đây có này và nguồn bên đây không có này, thì chứng tỏ là con này đang chưa có nguồn ra cuộn dây này, thì nguồn cấp trước của con này khả năng đang lỗi, thì con IC này con chính con hạ áp, con hạ áp mở nguồn từ 5V hạ xuống 3,3V chẳng hạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đo hai, mình sẽ phải đo nguội, đo hai cái đầu tụ này xem có chập không ạ. Hai đầu tụ nọc nguồn cho nó rồi trở kháng rất là tốt, và hai đầu tụ bên cạnh, hai đầu tụ bên cạnh mình nãy vừa rồi mình đo cái nguồn có hơn 1V cho nên trở kháng như thế này là đúng rồi. Còn cái nguồn chính của nó đây này, nguồn chính đây này, rồi nguồn chính rất là cao, và chính tỏ cái nguồn này nó phải ra tầm 3V chứ không phải hơn 1V. Rồi để cô lập được bệnh con này thì cái nguồn đầu ra, nguồn đầu vào thì mình thấy là có nguồn rồi, và nguồn đầu ra con IC này chưa có, nguồn ra của con đội IC hạ áp này chưa có các bạn ạ. Con IC hạ áp này thì tôi sẽ lấy một cái, mình sẽ xoay vào đây một chút cho các bạn xem cho nó sáng. Mình sẽ lấy một cái đây ạ, mình sẽ chỉ rõ con hạ áp, hai con hạ áp, nguồn hạ áp đây. Mình sẽ lấy một cái máy thổi, mình sẽ thổi con IC này ra và mình sẽ thay một IC khác xem con này nó có chết IC hay không các bạn ạ, có chết IC hay không. Các bạn đang theo dõi mình kiểm tra và chỉnh sửa một con rồi mình thấy máy kho, máy kho smart box Android các bạn nhé, smart box Android. Rồi khi mà mình nhấc ra rồi thì nó là con IC 5 chân, IC 5 chân rất là bé đấy các bạn ạ, con IC 5 chân rất là bé. Và các bạn, con này có thể nhìn được số nhé các bạn, rất là nhiều. Và ok, nhân tiện đây mình sẽ để ra đây ạ. Nhân tiện đây thì mình có một cái box, có một cái smart box khác nó hỏng. Đây, box khác nó hỏng thì mình tìm đến cái đường nguồn, đây con IC nguồn của nó này, IC nguồn của nó đây. Thì tôi sẽ gỡ con IC này ra và tôi tận dụng nó, mình sẽ tận dụng nó luôn, rất là tiện các bạn ạ. Cái này thì mình kiểm tra đầu vào có, đầu ra, đầu ra có, mà đầu ra đầu vào có nguồn cấp mà không có nguồn cho đầu ra, chính vì vậy mà mình thay thử IC tương đương. Rồi đây con IC mà mình gỡ trong mạch ra đây, con này xem là tên của nó là gì, mình sẽ tìm nhìn tên của nó, S15BCE, S15BCE các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hàn nó vào các bạn ạ, mình sẽ hàn nó vào cho chắc chắn. Tôi sẽ bôi một chút nhựa thông vào, tôi hàn, mình sẽ hàn nó vào các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ hàn con này vào vị trí của nó. Làm cái này thì các bạn sửa điện tử thì các bạn hãy thay thế tương đương hộ mình các bạn nhé.
Rồi. Vậy là mình đã hàn thành công. Vậy là mình đã hàn thành thành công con IC nguồn. Các bạn sẽ chờ một chút để cho con IC này nó nguội đi một chút, các bạn hãy mới cắm điện nhé. Không các bạn cắm điện vào nó nóng quá thì nó sẽ bị chết. Mọi người đang xem kênh YouTube của Phạm Văn Chuyển, các bạn hãy tìm kiếm ở trên kênh YouTube. Các bạn mở YouTube, các bạn có thể gõ Phạm Văn Chuyển là nó sẽ ra cái tên của mình, cái kênh của mình và cái hình ảnh của mình làm cái để cái logo. Thì các bạn xem, các bạn vào đăng ký kênh để theo dõi những video tiện ích mình hướng dẫn các bạn cách sửa chữa từ TV siêu mỏng. Rồi vẫn không chập các bạn nhé, mình thay con IC khác. Rồi ok rồi. Mình sẽ nguồn đầu vào này thường thường không chập rồi, bởi vì nó đã có nguồn cấp cho nó rồi thì không bao giờ nó chập được. Rồi ok. Rồi mình sẽ thổi lên một chút để cho nó nhanh nóng, nhanh nguội đi ạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào các bạn nhé, xem con này nó có nguồn chưa, còn hoặc nó còn hỏng hóc ở bộ phận nào không thì mình sẽ cùng các bạn đi kiểm tra và sửa chữa cho nó được cái bệnh này đi. Rồi, rất là may các bạn ạ. Khi mà mình cắm vào thì mình đã thấy có điện, đã đóng nguồn. Rồi, có đèn xanh rồi các bạn này. Chính vì vậy, bây giờ mình sẽ thử đo xem cái nguồn ra của nó lúc mà nó không chưa ra được ấy, thì cái nguồn ra của con này nó là bao nhiêu vôn. Mình không nhầm, nó phải là 3,3V trở lên. Bởi vì là cái nguồn đo trở kháng ở cái đầu tụ, cái đầu diốt của nó rất là cao. Đây mình đo đầu tụ này, đo đầu tụ này ạ. Tiếp mát không tốt. Sao không đo được nó ạ? Tôi sẽ phải đo thử để tôi biết được ạ. Mình vào mình sẽ chỉ cho các bạn. Cái đồng hồ này của mình đang có vấn đề. Hơn 1 vôn các bạn ạ. Cái nguồn này chỉ có nó, nguồn hạ áp của nó chỉ 1,2 vôn thôi. Rất là thấp. Rồi 1 vôn 2 chứ không phải là 5 vôn như mình nghĩ. Rồi có 1,23 vôn. Rồi, chính tỏ là cái hiện tượng của con này thì nó chỉ chết con IC mở nguồn này. Chết con IC nguồn cấp trước này. Hai con ở bên cạnh này, nó có hai con nguồn 5V này thì nó chết một con. Vì vậy mà nó dẫn đến hiện tượng nó mất đèn đỏ các bạn ạ. Đấy. Thì với video này thì bây giờ tôi sẽ cắm thử các bạn nhé. Mình sẽ cắm thử nguồn cho nó luôn. Để các bạn xem con này nó đã khởi động chưa. Nếu tiện thì mình có tivi đây rồi thì mình cắm thử luôn các bạn ạ. Vâng, đã có HDMI. Chưa thấy nhận tín hiệu các bạn ạ. Chưa thấy nhận cổng HDMI. Đang không có tín hiệu. Mình sẽ cắm lại. HDMI 1. Tắt đi và mình khởi động lại xem thế nào. Rồi, rốc chip đã khởi động này, các bạn này đã khởi động thì chính tỏ là mình đã sửa thành công rồi đây. Nó đã khởi động được vào hệ hành Android này. Đấy. Thì với video ngày hôm nay,
Mình làm một cái video hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cơ bản và sửa chữa một cái smartbox Android mất nguồn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh cũng như để lại những nhận xét bổ ích để ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn rất, xin chào và hẹn gặp lại, và những buổi tối gần nhất mình sẽ phát trực tiếp cùng Johnny các bạn nhé.